hãi hùng với năm thứ bí ẩn được các nhà khảo cổ học tìm thấy. Trong quá trình tìm kiếm lại nguồn gốc của loài người, có không ít những khám phá kỳ bí và đáng sợ đã khiến các nhà khảo cổ học phải rùng mình. Họ đã đối diện với những bí ẩn, những câu hỏi chưa có lời giải nào hợp lý. Một trong những điều kỳ bí là sự xuất hiện của những bộ xương kỳ dị, những xác ướp còn tồn tại nguyên vẹn đến không tưởng. Vậy, đó là những bí ẩn nào? Hãy cùng DHT khám phá xem sao nhé! Nếu nhắc đến xác ướp, chắc hẳn có rất nhiều người đang liên tưởng đến nhiều hình ảnh quen thuộc, như hình ảnh của những bộ xương khô hay được bao bọc bởi những mảng giấy xung quanh. Thế nhưng khi nhìn vào xác ướp của Rosalia Lamporo, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên đấy. Đã 80 năm trôi qua, nhưng thi thể của cô bé Rosalia vẫn còn được giữ nguyên vẹn đến khó tin. Mái tóc vàng óng mượt buộc nơ, làn da mịn màng căng bóng, như thể là cô bé chỉ đang nằm ngủ thôi vậy. Nhưng điều đặc biệt nhất nằm ở đôi mắt của Rosalia, chúng vẫn còn nguyên vẹn giống như phần còn lại của cơ thể, và thậm chí nó còn lấp lánh trong luồng ánh sáng yếu ớt bên trong hầm mộ. Cha bé ắt hẳn đã buồn đến mức nhờ cậy đến một người ướp xác chuyên nghiệp chăm sóc cẩn thận để được ngắm cô bé mỗi ngày. Nhìn cô bé thật sự không thể tin là có thật đúng không nào? Chính vì xác ướp hoàn hảo đến như vậy mà có rất nhiều người đã tưởng đây là bức tượng sáp, thế nhưng những điều này đã được chứng minh khi bức ảnh chụp X-quang được công bố. Tiếp đến là bí ẩn của xác ướp Tholumen. Trong một lần tình cờ đào bới than bùn để làm nguyên liệu, một gia đình tại Đan Mạch đã vô tình phát hiện ra thi thể một người đàn ông đang nằm co quắp với chiếc dây quấn quanh cổ. Lo sợ rằng đây có thể là một vụ giết người, ngay lập tức họ đã báo cảnh sát. Thế nhưng sự thật lại là một điều bí ẩn xa xưa hơn rất nhiều. Phía cảnh sát đã buộc phải lôi kéo các nhà khảo cổ học vào cuộc. Và điều ngạc nhiên hơn cả là mặc dù trông còn nguyên vẹn, nhưng thực chất xác ướp đã 2.400 tuổi rồi đó. Sau khi được phát hiện, trong suốt 70 năm, ông trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới. Bí ẩn tiếp theo khiến nhiều nhà khoa học phải sửng sốt nằm ở bên trong pho tượng Phật 1.000 năm tuổi. Vào năm 2014, nhờ vào công nghệ chụp cắt lớp CT, họ đã phát hiện một bộ xương người còn gần như là nguyên vẹn, niên đại từ khoảng thế kỷ 11 đến 12, nằm gọn ngay trong pho tượng Phật. Điều đáng chú ý là trong lồng ngực của bộ xương không hề có nội tạng, và trong bức tượng có những mẩu giấy nhỏ chứa các ký tự tiếng Trung cổ. Đây không phải lần đầu tiên xác ướp của một nhà sư được tìm thấy nguyên vẹn bên trong tượng Phật được tìm thấy. Những trường hợp tương tự thường được biết tới nhiều hơn với cái tên nhục thân hay còn gọi là tượng táng. Điển hình như nhục thân thiền sư Chuyết Chuyết, chùa Phật Tích hay là thiền sư Như Trí chùa Tiêu. Tuy nhiên, việc trả lời cho câu hỏi tại sao nội tạng, da thịt của các vị thiền sư không bị thối rữa, trong khi các vị thiền sư này không dùng bất cứ một loại chất ướp xác nào, vẫn còn đang là ẩn số. Xem nhiều phim hoạt hình rồi, chắc hẳn các bạn cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh người lùn trong những bộ phim Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn hay Làng Xì Chum rồi đúng không nào? Hình ảnh người tí hon xuất hiện nhiều đến nỗi khiến chúng ta hoài nghi rằng chúng thật sự có thật hay không. Thì sự tồn tại của chú lùn càng trở nên hợp lý với phát hiện tại dãy núi Waimor Nam Cực. Cụ thể, giữa vùng đất không bóng người này đã phát hiện ra hai bộ xương nhỏ xíu. Tuy nhiên, điều khó hiểu nhất về các khóa thạch này là chúng tồn tại trước cả khủng long, cách đây hàng trăm triệu năm, trước khi bất cứ một thứ gì giống với con người xuất hiện trên trái đất. Hai bộ xương này được cho là có niên đại 600 triệu năm tuổi, cổ hơn bất kỳ động vật có xương sống nào đã phát hiện trước đây. Xét về mặt hình dạng của xương của chúng, cũng chỉ ra chúng là người, chứ không phải là linh trưởng, và tính đầy đủ của hài cốt cũng cho thấy chúng là người lớn hơn là trẻ sơ sinh. Sau khi xem xong bằng chứng này, bạn có cảm thấy sự tồn tại của người lùn là có thật không? Sửng sốt với bộ xương người tí hon chưa hết, vào năm 1976, các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy được bộ xương khổng lồ. Theo đo đạc, bộ xương người này dài 10 mét, được khai quật ở Romania. Hài cốt được cho là sở hữu các đặc điểm giải phẫu phi thường, bao gồm xương chân to, hộp sọ dài và cấu trúc xương chắc khỏe. Không chỉ có vậy, những bộ xương to lớn cũng từng được phát hiện vào năm 1912. Có đến 18 bộ xương khu vực hồ Delavan, Wisconsin, Mỹ. Chúng có kích thước cơ thể và hộp sọ rơi vào hàng ngoại cỡ, không giống với bất kỳ giống người nào từng được tìm thấy.
có vẻ như là người khổng lồ đã từng xuất hiện trong quá khứ nhỉ? Như vậy, có rất nhiều điều bí ẩn đến mức đáng sợ rồi phải không nào? Bạn cảm thấy ấn tượng với những phát hiện nào nhất? Comment phía dưới để cho D2T biết với nhé! Nếu quan tâm đến đồ cổ, các bạn có thể xem tiếp video 5 bảo vật vô giá nhất Việt Nam tại link phía dưới của chúng mình nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!